Nếu đàn gà nhà anh chị hay gặp vấn đề về hen khẹt, video này dành cho anh chị. Xin chào anh chị, tôi là bác sĩ Thú Y Vũ Văn Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, với sứ mệnh giúp hàng triệu chủ đại lý cũng như là bà con chăn nuôi có được cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc. Thì có rất nhiều những cái khách hàng mà đã nhắn tin, gọi điện và cũng như là chia sẻ với tôi cái vấn đề hen khẹt là cái vấn đề vô cùng phức tạp. Tôi đã đi giảng rất nhiều các cái cuộc hội thảo thì cái vấn đề xoay quanh chủ yếu vẫn là cái vấn đề hen khẹt hoặc là hen suyễn trên cái đàn heo của các anh chị. Thì hôm nay tôi làm cái video clip ngắn chia sẻ với các anh chị là làm thế nào để anh chị có thể kiểm soát toàn bộ cái vấn đề về hen khẹt trên cái đàn gà chăn nuôi theo cái hướng công nghiệp của các anh chị. Thì xin thưa các anh chị là khi đàn gà của anh chị bị hen khẹt thì nó gặp phải rất nhiều những cái vấn đề. Ví dụ đàn gà của anh chị sẽ bị giảm tăng trọng này, màu mã xấu này. Thế rồi thì khi mà anh chị xuất bán thì thương lái họ sẽ ép giá và anh chị sẽ phải nuôi kéo dài, tiêu tốn cho thức ăn chăn nuôi tăng cao, tiêu tốn cho thuốc thú y tăng cao. Chính vậy mà anh chị chăn nuôi nó sẽ không có lãi mà thậm chí là sẽ bị lỗ. Chính vậy mà hôm nay tôi sẽ đưa ra anh chị một số các cái giải pháp giúp cho anh chị kiểm soát toàn bộ cái vấn đề về hô hấp trên đàn gà. Thì xin thưa anh chị là cái bệnh hô hấp thì nó là cái bệnh thường xuyên liên tục xảy ra trên các cái đàn gà chăn nuôi theo cái hướng công nghiệp. Vậy làm thế nào để anh chị có thể kiểm soát được? Cái yếu tố đầu tiên đó là anh chị hãy chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. An toàn sinh học là gì ạ? Xin thưa anh chị, để mà làm đúng cái vấn đề về an toàn sinh học thì nó có khoảng 120 cái chỉ tiêu về an toàn sinh học, nhưng mà trong một cái trường mực nhất định tùy vào cái điều kiện của mỗi trang trại mà anh chị sẽ kiểm soát cái vấn đề an toàn sinh học và nó khác nhau. Đấy, tuy nhiên tối thiểu anh chị sẽ phải vấn đề về khử trùng, vấn đề về quy cách xây dựng chuồng trại, thế rồi thì vấn đề về người ra vào, vấn đề lựa chọn con giống này anh chị cũng sẽ phải là những người mà kiểm soát ngay từ cái vấn đề đầu vào của các anh chị. Cái thứ hai là luôn luôn chuồng trại luôn luôn là phải sạch sẽ, đặc biệt là cái lèn chuồng. Cái thứ ba là vấn đề mùa này là mùa đông rất hay bị cái gió mùa đông bắc về, nên anh chị phải che chắn chuồng trại cẩn thận. Nếu như chuồng kín thì tôi không nói, nhưng mà đa phần các anh chị là nuôi theo cái chuồng hở ấy, thì anh chị sẽ phải che chắn, đặc biệt là cái hướng gió lùa thì anh chị phải che kín cho tôi những cái hôm mà gió mùa đông bắc về, hoặc buổi tối bây giờ nó thời tiết nó rất là lạnh thì anh chị phải che chắn chuồng trại cẩn thận. Tuy nhiên anh chị cũng sẽ phải đảm bảo cái độ thông thoáng, tránh con gà cũng bị hen. Đấy, thế rồi cái nền độn chuồng anh chị cũng phải che chắn, kiểm soát cho nó sạch sẽ, đúng không ạ? Vâng, đấy. Cái vấn đề thứ tư nữa là gì ạ? Anh chị hãy định kỳ phòng cho tôi bằng cái kháng sinh. Mùa này thì tôi khuyến cáo anh chị có thể cái anh chị sử dụng cái Linespec, hoặc anh chị có thể dùng Floradoxi. Anh chị trộn phòng cho tôi theo cái quy trình là 3 ngày trộn phòng, 7 ngày nghỉ, 3 ngày phòng, 7 ngày nghỉ. Còn trên heo là 5 ngày phòng, 10 ngày nghỉ, anh chị nhớ nhá. Anh chị làm đúng cho tôi như thế. Đấy, cái thứ tư nữa gì ạ? Cái thứ tư nữa là anh chị sẽ phải làm đầy đủ các cái loại vaccine. Vaccine vẫn là cái vấn đề phòng bệnh rẻ tiền và hiệu quả nhất, xin thưa các anh chị. Anh chị hãy lựa chọn những cái đại lý uy tín, những cái công ty mà họ phân phối vaccine uy tín trên thị trường hiện nay, để anh chị có thể làm đầy đủ các cái dòng vaccine. Ví dụ trên con gà thì có vaccine đậu, vaccine ILT, vaccine AIB, vaccine NIU, vaccine GUM, đúng không ạ? Vaccine sưng phù đầu, vaccine côi da, rất nhiều các cái dòng vaccine mà anh chị cần phải sử dụng. Đấy, thì anh chị cố gắng làm mà đầy đủ. Nếu như giai đoạn hiện nay mà anh chị chăn nuôi mà anh chị không làm vaccine thì ngang với đánh bạc, ngang với đánh lô đề. Nên là khuyến cáo anh chị hãy làm vaccine đầy đủ, vì vaccine là phòng bệnh rẻ nhất và hiệu quả nhất. Vâng, đấy. Đấy, cái tiếp theo nó là trên tay tôi đây chính là cái sản phẩm Aminovitan. Aminovitan của sản phẩm của công ty cổ phần thuốc thú y TST AIZ. Thì tất cả sản phẩm công ty chúng tôi đều có tem chống hàng giả, anh chị nhớ nhá. Nếu anh chị sở hữu sản phẩm thì phải có tem chống hàng giả. Và cái thứ hai là nhận diện của cái công ty chúng tôi, đó là cái logo hình trái tim màu xanh và bên dưới có chữ TST, và tôi hãy vẫn các cộng sự tôi hay vẫn hay gọi vui là tiền sẽ tới. Vâng, với hy vọng rằng là khi mà anh chị sử dụng cái sản phẩm của công ty TST thì tiền sẽ về với các anh chị chủ đại lý, cũng như tiền sẽ về với bà con chăn nuôi, và chúng ta đều được hạnh phúc, đúng không ạ? Vâng, đấy, thì xin giới thiệu với anh chị cái sản phẩm Aminovitan. Trên tay tôi đây chính là sản phẩm Aminovitan. Đây là một dạng axit hữu cơ chứa 42 thành phần axit amin không thay thế, chiết xuất lấm men 35%. Nó được chiết xuất từ vách của tế bào Saccharomyces. Và đây là một cái thành phần vô cùng giàu dinh dưỡng. Đặc biệt nó có một thành phần chiết xuất từ cái gan cá ngừ của đại dương. Chính vì vậy mà anh chị khi mà anh chị hòa ra nước thì anh chị cố gắng cho đàn gà uống trong tôi trong vòng từ 24 tiếng.
Nếu anh chị để lâu thì cái nước rất dễ bị thối, bởi vì là cái này nó rất là giàu đạm, nên là anh chị để lâu là cái vi khuẩn nó sẽ lên men sinh hơi và nó gây thối cái nước, nên là anh chị lưu ý cho tôi, đây là sản phẩm rất giàu cao đạm thủy phân, nên là anh chị sẽ dùng trong vòng khoảng 2-4 tiếng thì con gà nó sẽ uống hết, thì cái nước nó sẽ không bị hỏng, đúng không ạ? Đấy, và đặc biệt là nếu như mà đàn gà của anh chị mà bị bệnh thì xin thưa với anh chị là anh chị chỉ dùng cho tôi 2-4 tiếng thì đàn gà của anh chị là sẽ tăng lực cấp tốc và sẽ khỏe trở lại, và đặc biệt những ngày hôm nào anh chị làm vaccine ấy. Vậy quay trở lại cái vấn đề hen khẹt trên cái đàn gà, thì tại sao cái aminovitamin này nó lại kiểm soát được cái vấn đề về hen khẹt? Thì anh chị đã biết, thì khi mà đàn gà của anh chị bị hen thì nó kéo theo rất nhiều cái vấn đề của kế phát, ví dụ như E. coli, ví dụ như Salmonella, ví dụ như là viêm ruột, đúng không? Đấy, thì cái aminovitamin này nó sẽ đưa pH đường ruột của con gà về cái pH dưới 3,5, mà trong cái khoảng pH này thì tất cả các vi khuẩn có hại sẽ không phát triển được. Và cái thứ hai nữa là trong cái aminovitamin của chúng tôi nó chứa cái kháng thể IgG, đây là một cái kháng thể mà nó có tác dụng là gì? Nó bao bọc các cái tế bào của cái đàn vật nuôi của anh chị, nó tránh những cái rác bám của vi khuẩn virus khi mà nó đến nó tấn công, và đặc biệt là các cái tế bào của mô phổi. Chính vì vậy mà nó cực kỳ là an toàn và vô cùng là tuyệt vời đối với cái đàn vật nuôi của anh chị khi mà anh chị phòng cái bệnh trên đường hô hấp cũng như là đường tiêu hóa. Vâng, đây là cái sản phẩm rất là tuyệt vời, anh chị hãy sử dụng cho cái đàn vật nuôi của nhà mình một vài lít sẵn ở trong nhà, để khi mà anh chị cần thì anh chị có thể dùng, và đặc biệt sản phẩm này là một sản phẩm chống rét vô cùng là tuyệt vời cho cái đàn gia súc gia cầm. Vâng, nếu như mà đàn vật nuôi của anh chị đang có vấn đề về hô hấp hoặc là tiêu hóa thì hãy liên hệ ngay với tôi theo cái số điện thoại là 0979407374, tôi cùng với các cộng sự sẽ giúp anh chị sở hữu những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời của công ty cổ phần thuốc thú y TT. Kính chúc anh chị chăn nuôi thành công và gặp nhiều may mắn, và hãy nhớ đăng ký kênh YouTube thương hiệu của bác sĩ thú y Vũ Văn Hùng, để khi tôi phát video mới nhất anh chị sẽ là những người sở hữu những cái sản phẩm của công ty, cũng như sản phẩm sở hữu những cái kiến thức đón nhận những cái kiến thức chăn nuôi vô cùng là tuyệt vời của công ty cũng như là của bác sĩ Thuy Vũ Văn Hùng. Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh chị, xin chào và hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo của tôi. Cảm ơn các anh chị.